Sonnenmann, das schenk und her. So wie das seit den Herren. Sonnenmann, dann sind dein Gehör. Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bimok Channel. Mình đã bị đặt. Hôm nay cùng mình có một xin thêm một đơn hàng nữa nhỉ. Shop thì mình có để trên góc màn hình nha. Shop này giao khá nhanh, khoảng 6 ngày. Đơn này hết 44.700 đồng. Dạo này mình rất là thích những cái đồ phụ kiện mà để co bạn học á. Video này hơi chó một chút, mong các bạn thông cảm nha. Bốc như thế này nè, có giá 14k một em. Em bốc một xu lên siêu xinh luôn á. Tiếp là một cái gạch áo hình em gấu màu trắng, giá là 3k nha. Mình mua cả cái card này để treo tường cho xinh nè, hoặc là trang trí góc bàn học cũng được, có giá là 12k nha. Chỉ có 44k thôi. Video này là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy nhớ nhấn like, bấm vào nút đăng ký và nhớ bấm nút chuông thông báo lên nhé.